Hello, xin chào các bạn đến với channel của mình nha. Thì hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn là bộ sim lơ mới nhất bên mình, là sửa hoàn chỉnh nhất. Có hai phần nha các bạn. Phần thứ nhất thì tiếng các bạn đã nhìn thấy đó. Mình làm chậm cho các bạn theo dõi nha. Tiếng này đầy đủ cho ớt 70 trở lên nha các bạn. Không thiếu. Dư cho các bạn chơi. Phần số 2 cũng nói gì tiếng và bass nha các bạn. Rồi thì nói về băng tiếng. Bây giờ nói về băng tiếng thì mình sẽ thu gọn là 11 băng tiếng nha các bạn. Thì một băng tiếng là nó quýnh 2 tiếng một lượt, đẩy band lên là ra tiếng khác nha các bạn. Các bạn để ý nè. Rồi nói về phần tiếng xong rồi nha các bạn. Nói về phần tiếng xong, bây giờ mình vô sai thông dụng. Sai thông dụng sẽ có 130 mấy sai thông dụng, là mình không có đánh bùa đó nha. Không có đánh bùa, đánh sóng á. Đầy đủ cho các bạn chơi nha, đầy đủ cho các bạn đi show nha.
Roomba nào cũng có nha. Simler này thì cân hết các show cho các bạn luôn. DJ này cũng rất là nhiều, đầy đủ thể loại cho các bạn lựa ra để chơi nha các bạn. 132 size thông dụng nha. Rồi về nói về size tổng hợp á, size tổng hợp thì nó có 206 những bài bùa. Đó, những bài bùa các bạn theo dõi, mình chia ra. Mình có ABC nữa nha các bạn. Có chia ABC nữa. Đại loại những bài bạn nào đánh giỏi rồi không cần, thì bạn nào không giỏi thì mình lấy ra mình chơi nha. Đầy đủ hết trơn, 206 bài mà mình còn làm lên nữa nha các bạn. Còn làm nữa. Những đốm mắt quả trâu em ơi lên phố gánh mẹ hồng nhan 60 năm cuộc đời. Và lần đầu tiên nói dối. Test cho bạn nghe nha. Vô rồi mình ABC mình kiếm lần đầu tiên nói dối nè. Test cho các bạn nghe nè. Rồi ok, mình đã cũng đã test cho các bạn coi rồi. Thì bây giờ mình vô size thông dụng mà mình test những bài thông dụng cho các bạn đi show nha các bạn. Test những bài thông dụng nha. Ví dụ như là rock hoặc là xì lô này kia là đầy đủ của các cao thủ nha các bạn. Ok, bây giờ tới phần cha nha các bạn. Cha thì của rất là nhiều cao thủ trong bộ Simler này nha các bạn.
Rồi bây giờ mình bắt đầu test sang remix cho các bạn nghe nha. Một số cái remix nha các bạn. Mấy cái remix giống như Giả Bời Thương, Vĩnh Thiên Kim này kia đồ á, V12 Minh Long An, hoặc là FKB, Khánh Linh V5, Nguyễn Phú Quang. Thì có rất là nhiều cao thủ nằm ở đây nha các bạn. Đó, Khánh Linh V5 là đầy đủ nha. Cha cha tên N mới làm nữa nha các bạn. Bây giờ test hòn giấy nè. Nhớ à mẹ.
sân chơi, nhà phát biết là nhà luôn. Don't you know, pump it up, don't pump it up, don't you know.